Đây là bệnh viện UCLA. Bệnh viện rất là đẹp, rất là lớn. Nằm ở trung tâm của Los Angeles. Ba, hôm nay đi khám tổng quát mà mặc đồ đẹp quá. Nhìn cái mắt thì không nhìn ra luôn. Dạ. Yeah. Cái bên chủ cũ. Cái bệnh viện UCLA này á, là đứng nhất ở California và đứng thứ 6 trên toàn nước Mỹ á quý vị. Bởi vì nó giỏi ha. Hôm nay check up cho ba là everything good hết. Quay qua ba mẹ chứ. Hôm nay check up là quảng cáo. Quảng cáo đây là bệnh viện giỏi nhất California. Chào mọi người, hôm nay á là 6 giờ sáng là phải lên xe, lên đường để chở ông ngoại đi khám định kỳ ở UCLA. Thật ra từ nhà đi lên á, là có 45 phút thôi. Nhưng mà đường kẹt xe là thường mình phải đi tới 2 tiếng mới tới. Bữa nay đường vắng đi có 45 phút mà. Cho nên lên sớm hơn tiếng đồng hồ. Đi sướng. Bây giờ quay vòng cái bệnh viện UCLA cho mọi người xem ha. À, người ta đi vô là được nhân viên y tế người ta kiểm tra sức khỏe với lại nhiệt độ trong người. Đo nhiệt độ, ai mà không có khẩu trang thì họ phát khẩu trang luôn. Ở đây là bệnh viện, rồi nó là trường đại học luôn. Cho nên khu nó lớn lắm. Với lại bác sĩ họ giỏi, là họ có cái trường đại học kế bên đó, cho nên họ gọi là mỗi năm họ update học để mà những cái gì mới là họ áp dụng hết. Đằng sau Lộc với Loan đó là những chiếc xe này, anh dùng cái app cho điện thoại đó, mình trả tiền cho điện thoại thì mình có thể mình cầm mình chạy đi vòng vòng đây. Xong sau đó thì mình muốn bỏ đâu cũng được hết, miễn sao trong phạm vi của Los Angeles thôi. Mấy chục đồng giờ? Không, mình không có đi nên không có tìm hiểu. Thì trả mấy chục đồng giờ, cả chừng 30 quý chị. Nhưng mà nó được cái là nó không có bị traffic, không có bị kẹt xe. Hello, xin chào quý vị. Hôm nay dậy sớm 5 giờ sáng là phải dậy để chở ba đi khám định kỳ á quý vị. Ba của Hồng Loan quý vị cũng có lẽ cũng có nghe là 4 năm trước thì ba có mổ cái gan đó. Thì từ đó đến nay thì cứ mỗi 3 tháng là mình phải theo dõi bệnh, chụp MRI rồi thử máu cho bác sĩ theo dõi. Ngày hôm nay thì lên check up mọi thứ hết thì mọi thứ đều tốt hết, sức khỏe rất là tốt cho nên mừng vui quá trời luôn. Và nhân dịp sẵn đây thì Hồng Loan cũng cũng muốn nói cho quý vị biết là cái bệnh viện mà UCLA họ trị bệnh rất là tốt luôn. Nó khác hẳn so với lại ở dưới oxy nha quý vị. Nhiều khi lúc mà mình không có hiểu biết về cái y tế thì mình không biết, nhưng mà khi mà mình có cơ hội mình tiếp xúc gần nhiều á, thì mình hiểu, mình biết nhiều hơn. Thì nếu như mà quý vị mà có người trong nhà, có người bị bệnh mà ở cái khu vực OC hay Los Angeles hay San Diego gì đó, thì chúng ta nên cố gắng hết sức để mà xin vô cho được cái bệnh viện UCLA. Nó hơi khó một chút,
thì mình nhờ bác sĩ họ giới thiệu mình vô, thì mình phải gọi cho họ nhiều, gọi liên tục đó, thì họ sẽ nhận mình đó. Cho nên khi mà đã được nhận rồi thì họ theo dõi sức khỏe của mình rất là tốt. Hồng Loan muốn chia sẻ với quý vị để tất cả chúng ta cùng khỏe hết. Nó không những tốt về cái mặt mà chữa trị, mà là tốt về mặt dịch vụ đó quý vị. Quý vị bước vô cái sàn mà cái không gian của cái bệnh viện á, quý vị cứ tưởng tượng vô một cái khách sạn 5 sao. Mình không có ngờ được là nó phục vụ mình rất là chu đáo, và nhân viên ở đó, bác sĩ, y tá rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Chưa bao giờ thấy một cái bệnh viện. Nhưng mà đặc biệt nha, là bác sĩ, y tá trong đó là đẹp trai không? Đẹp gái. Trời ơi. Gái cũng đẹp như là model, đẹp như là Hollywood vậy đó. Còn bác sĩ thì cũng rất là đẹp trai luôn. Cái người bác sĩ mà theo ba của Hồng Loan đó là trời ơi, đẹp trai dễ sợ. Lộc đây nè, Lộc con trai mà Lộc nhìn ổng mình cũng mê đó. Đẹp huống trai. Chi là mấy cô phụ nữ. Trời, tự nhiên liếc tôi. Nói đi dằn mặt đó quý vị. Tại thấy mình ghen tị quá mà mình phải nói ra cho người ta tức. Khen người ta đẹp trai cái tự nhiên ghen tị kỳ quá. Hơi mỗi người đẹp dẻ đúng không quý vị? Ừ. Đúng không? Hôm nay gia đình có chuyện vui cho nên muốn chia sẻ với quý vị chút xíu ha. Bây giờ thì... Chờ chút nha. Có con ngọc. Ông bự dữ vậy anh? Không được. Có con ong nó bự vậy nè quý vị. Nguy hiểm, nguy hiểm. Sợ nó chết không? Chắc không nữa ha. Ok, rồi. Nó đi chỗ khác rồi. Rồi, đi. Đi hôm nay về sớm, có rảnh rỗi cho nên là Lộc vô nói chuyện với quý vị sớm ha. Bây giờ là 11 giờ 15 của ngày 4 tây tháng 5. Thì tình hình bệnh của nước Mỹ bây giờ là 1.200.794 người bệnh, số người mất là 69.116 và số người được chữa khỏi là 181.526. Như vậy là so với ngày hôm qua thì tại vì Hồng Loan làm hơi sớm nên khoảng chừng 20 tiếng thôi, thì số người mất thì chưa tới 1.000. Và cái số người recover đó thì được 3.000+ người thưa quý vị. Ngày hôm nay thì có khoảng phân nửa các tiểu bang của nước Mỹ đã bắt đầu mở cửa rồi, nhưng mà họ chỉ mở cửa những cái mà thiết yếu thôi, còn về nail, tóc và trường học á, thì có lẽ là sẽ phải chờ một thời gian nữa. Ngoài ra đó thì những cái chương trình mà ca hát sẽ rất là lâu nữa. Không biết từ giờ tới cuối năm không biết có được đi hát lại chưa nữa. Thôi, bây giờ nói chuyện vui á, là Hồng Loan được biết á, là cái công ty Gilead mà sản xuất ra cái thuốc Remdesivir á quý vị, thì họ sẽ nói là họ sẽ cung cấp 1.500.000 liều thuốc đầu tiên là free hết. Cho những cái bệnh viện nào mà đang cần thiết nhất thì cái đợt thuốc đầu tiên thì họ sẽ free hết cho tất cả mọi người. 1.500.000 liều thuốc đó thì sẽ chữa trị được cho 100+ nghìn bệnh nhân. Điều đó cũng tốt ha. Mình tưởng là khi mà thuốc mà được đồng ý là bắt đầu người ta bán ra để người ta hốt tiền vô, nhưng mà công ty này như vậy thì cũng quá tốt luôn. FDA mới vừa cho approve cho cái thuốc này thì rất là mừng. Thì cái thuốc này giống như nó là một cái giống như một cái niềm hy vọng mới cho tất cả chúng ta. Thuốc này thì nó giúp cho chúng ta hồi phục nhanh hơn. Ví dụ như khi mình bệnh, mình vô bệnh viện, mình nằm là phải 15 ngày. Thì cái thuốc này nó giúp mình hồi phục nhanh trong vòng 10 ngày, 11 ngày là mình sẽ khỏi bệnh. Thì điều đó cũng rất là cần thiết trong lúc này. Bệnh nhân về sớm, recover sớm chừng nào là tốt chừng nấy. Cho nên điều đó cũng là một tín hiệu khả quan trong khi chúng ta chờ đợi một cái thuốc đúng để mà chữa trị cho COVID-19 và thuốc tiêm chủng để mà ngừa COVID-19 ha quý vị. Thì nước Mỹ cũng có nói là hy vọng là tới cuối năm nay thì sẽ có vaccine chủng ngừa cũng như là thuốc trị bệnh
Thì lúc đó thì chúng ta sẽ không còn lo lắng nữa, bởi vì hiện tại rất là lo lắng là người ta sợ là đến mùa đông năm nay á, khi mà cái bệnh cúm bình thường nó phát thì cái cúm này nó sẽ trở lại nữa. Mọi người cũng đang rất lo lắng điều đó, nhưng mà mọi nghiên cứu cho thấy là có lẽ là tới cuối năm chúng ta sẽ có thuốc, thì cũng quá mừng luôn. Ông Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike á, là ngày hôm qua đó quý vị, là ông Trump ông nói là có bằng chứng nói về cái virus Vũ Hán, virus corona, virus COVID-19 đến từ Vũ Hán. Thì ngày hôm nay ông Ngoại trưởng ông lại nói là có thêm bằng chứng nữa, cho thấy là virus corona xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở bên Vũ Hán, Trung Quốc. Thì ông có nói là có thể đây không phải là sự cố ý để mà đưa cái con virus ra, mà có thể là do họ nghiên cứu thì họ bị giống như là bị tai nạn, mà nó vỡ ra để mà nó sinh sôi cái con virus đó ra. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái những cái chứng cứ đó là như thế nào trong thời gian sắp tới ha quý vị ha. Vậy mà bữa giờ Hồng Loan thấy ái mộ cái ông thống đốc của bang California dễ sợ luôn. Mà mới ngày hôm qua đọc báo á, thì thấy ông đang mua 3 triệu cái khẩu trang từ bên Trung Quốc. Ngoài 3 triệu cái khẩu trang đó đã tới rồi đó, thì sau đó là ông sẽ còn mua thêm nhiều mặt hàng nữa cũng từ Trung Quốc. Mà mình không hiểu tại sao mà ổng lại cứ mua đồ của Trung Quốc như vậy. Bữa giờ ái mộ ổng như sợ ổng làm nhiều điều rất là hay luôn. Mình cũng không biết ngoài sao có mặt gì của họ, về mặt chính trị hay gì mình không có rành. Nhưng mà mình để thời gian nó trả lời đi, chứ giờ mình cũng không biết quyền trả lời. Thì đã mua qua rồi, bây giờ mình chỉ hy vọng đó là những cái đồ tốt để cho y bác sĩ của mình sử dụng sẽ không có bị gì hết. Chứ mà đưa qua mà mấy cái đồ dởm rồi gây bệnh thêm nữa là còn mệt mỏi hơn nữa. Thì FDA đã chuẩn thuận cho chúng ta dùng cái Remdesivir để tạm thời chữa bệnh phục hồi cho người bệnh COVID-19. Thì song song đó thì ở bên Liên Âu đó, họ cũng đang nghiên cứu và họ cũng chuẩn bị cấp giấy phép cho cái thần dược Remdesivir này được sử dụng ở châu Âu luôn đó. Và ngoài ra đó thì ông thủ tướng Nhật ông cũng tuyên bố rằng nước này khả năng sẽ thông qua Remdesivir như một loại thuốc đặc trị chống lại căn bệnh COVID-19. Như vậy là chúng ta thấy là tất cả thế giới cũng đã bắt đầu sử dụng cái thuốc này, thì càng gây cho chúng ta thêm niềm tin vững chắc hơn nữa ha quý vị. Quý vị thấy nó dù như chẳng hạn như cái thuốc này nó trị 11 ngày hết, trong khi người bình thường là phải 15-16 ngày, thì thấy nó không có gì. Nhưng quý vị nghĩ đi, cơ thể của mình một ngày mà mình suy yếu thì cái khả năng virus nó đánh càng mạnh, nên nó rút ngắn thời gian lại thì cái cơ thể mình nó giống như nó xây dựng được cái bờ thành vững chắc và nó đẩy con virus nó ra. Hôm bữa Hồng Loan có thông báo đến quý vị là ở Orange County á, là có cái trạm y tế Nhân Hòa họ thử COVID-19 free cho tất cả chúng ta. Và hiện bây giờ thì ở thành phố Irvine cũng họ cũng đang chuẩn bị để mà đưa cái chương trình thử nghiệm free COVID-19 cho dân cư ở Irvine. Thì họ nói là có lẽ họ sẽ tiến hành trong vòng 1-2 tuần tới. Điều đó cũng rất là mừng để mà chúng ta có thể biết người nào bệnh, người nào không bệnh, mà mình có thể phòng ngừa và mình cách ly cho đúng. Đó thì ở Los Angeles thì cũng đang thử nghiệm free cho tất cả mọi người dân, nhưng mà với điều kiện là phải có triệu chứng thì họ mới cho mình thử. Thì Hồng Loan nghĩ cũng đúng, chứ phải có triệu chứng mình mới đi thử, chứ mình không có triệu chứng, mình bình thường thì mình cũng đâu cần thiết phải thử chi, phải không quý vị? Mà Lộc nghe nói là Mà Lộc có một người bạn làm trung tâm y tế, thì họ nói là các trung tâm y tế của bệnh Orange County mình cũng có thể xét nghiệm được nữa. Họ cũng có đầy đủ kit để họ xét nghiệm, nhưng mà nó phải họ đưa cho mình một cái bảng, trong đó nó nói về nhiều vấn đề lắm. Thì nó hỏi mình là có triệu chứng này không, triệu chứng kia không, triệu chứng nọ không, thì rồi nó xét.
Nó có nhiều mức nhiều độ, mức độ ưu lắm, tiên. Ưu tiên. Những mức độ ưu tiên. Rồi bạn trên 65 tuổi hơn, bạn giống như kiểu làm việc có bị giống như là gần với lại những cái gì nguy hiểm không? Đó đó, thế họ sẽ làm free hết cho mình luôn. Trong cái cơn bệnh này nó kỳ ha. Hồi xưa mình mà đi ra ngoài đường á, mình ách xịn cái người ta nói bless you, God bless you ha. Còn bây giờ mà ách xịn cái mọi người là phóng biến chạy mất tiêu hết. Chúng ta xem một cái clip vui vui nha, của một người bạn một người bạn đồng nghiệp đứng ngắm trời trăng mây nước gì ha. Ách xịn cái là mọi người chạy biết hết. Hôm qua nó đọc, Lộc có đọc một cái bài thơ về tự biên tự diễn của một người khán giả gửi cho Lộc đọc, thì cũng có rất nhiều người ủng hộ, nói là chắc mà ảnh chắc cũng có trong tình trạng đó hay sao. Ủng hộ cánh đàn ông mà, đàn ông thì phải yêu thương vợ, chăm sóc vợ, lo lắng cho gia đình, đúng không? Chẳng những vậy mà đàn ông còn phải nể vợ nữa. Nể vợ, nể. Chứ không phải sợ vợ à. Trời ơi, sợ là xưa rồi, bây giờ nể. Nể vợ làm sao? Rồi có một bài thơ nha, là đọc nha. Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Trời. Cái câu này nghe xưa rồi phải không quý vị? Cũng có câu khác ha. Đánh vợ như tử là đại nghịch bất đạo, vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung. Nhớ nha, hỏi là không mà được, nói xạo là trời đất bất dung coi chừng. Còn nữa nè, chê vợ lung tung là ngậm máu phun người, gặp vợ mà không cười là con mắt không có trọng. Để vợ phiền lòng là tru di tam tộc, vợ sai mà hằng học là trời đánh thánh tâm. Trời ơi, vợ này hiền quá. Vợ gọi mà ngậm câm là lòng lan giả sói, để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ, để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng, trốn vợ đi ăn dụng là ngủ mã phanh thay. Em phải dừng ngay vì vợ em đang gọi. Đâu gọi đâu, ngồi kế bên nè. Thì đó, cái này là cái bài thơ mà chế của mọi người đó. Mày vui không vậy? Ông nào mà cũng nể vợ mà dữ dội dữ mà chế được cái bài thơ này vậy ta. Một là nể dữ lắm, còn hai là hận phụ nữ dữ lắm. Bài thơ nghe kinh khủng quá quý vị ha. Kinh khủng quá ha, trời ơi. Nhưng mà chị em phụ nữ tụi mình hiền thế mò luôn, dễ thương thế mò luôn, phải không quý vị? Để em nhớ có câu thơ vậy nè. Trời xanh con gái hay cười, để con trai thấy rụng rời con tim. Trời xanh con gái có duyên, để con trai thấy đem về nhớ nhung. Trời xanh con gái trên đời, trời xanh con gái để đi con trai. Tại vì hiền dịu dịu dàng dễ thương đáng yêu quá thì nói phải nghe lời chứ, đúng không? Cái vụ này chắc có nhiều chị, nhiều cô phụ nữ chắc ủng hộ Hồng Loan dữ lắm. Chắc chắn luôn phải không mấy chị? Có anh nào ủng hộ Bảo Lộc đi, cho Lộc dạy cái câu gì đi. Kêu gọi hoài, éo gọi hoài. Ngày hôm qua đó thì Hồng Loan có làm cái kem chuối đó, ăn cũng ngon trong cái mùa nắng nóng này lắm. Ở bên Mỹ thì chuối mà chấm giống như chuối xứ của Việt Nam mình cũng rất là ngon quý vị. Nếu mà có đi mua, đi chợ ra mua về làm ăn tối mà coi phim rồi đó, ăn cũng đã lắm. Gia Linh mà nó mỗi lần nó ăn 2-3 trái đó quý vị, ăn trái chuối mà Việt Nam á, nó nói ăn con thích ăn chuối Việt Nam mà chú Mỹ nó không thèm ăn, nó ăn chuối Việt Nam nhỏ nhỏ mà nó ngọt á, ngọt lắm. Hồi đó Linh đi học mà đem snack theo cho Linh là đem lần là phải đem 3 trái, coi như là cái giờ mà khoảng chừng 10 giờ mấy sáng để cho chơi ăn snack đó là ăn 3 trái chuối vậy đó. Thích ăn trái cây lắm, bởi vậy nên sát thủ trái cây sát là thủ chị. Đâu vậy? Thì ở đây có KL Limburg nói là thích nhất gia đình này
thương from London. Wow, tình hình nước Anh bây giờ làm sao chị hả? Gửi lời chào London từ California nha. Hello. Hình như Hồng Loan được biết là ở châu Âu ngày hôm nay là cũng bắt đầu giảm đỡ rất lắm là rồi nhiều. Đó, phải không, quý vị? Ở Ý với lại Tây Ban Nha thì đã ngưng cái lệnh mà cách ly, ngưng cái lệnh mà đóng cửa trong nhà rồi, mọi người đã được đi ra ngoài nhưng mà cũng hạn chế thôi. Đó. Người ta nói là lâu lắm rồi lần đầu tiên mới thấy được cái cảnh tượng mà pizza nướng pizza đó thơm lừng cả khu phố. Dự định là muốn đi qua Tây Ban Nha với Ý đó. Trời ơi, thấy Ý đẹp quá trời luôn. Ý đẹp, năm hả? Nay tính đi rồi cái cuối cùng cũng không mới đi được. Qua Anh qua Ý là hết sảy đó nha. Dạ rồi, Hồng Loan cũng cảm ơn Thi Vân Võ. Hồng Loan nói chuyện hay, thích Hồng Loan từ năm xưa tới giờ. Hồng Loan cảm ơn bạn. Rồi chị Kim Trần nói, Hồng Loan ơi, ở Việt Nam nóng quá, nhìn em làm kem chuối ngon quá. Bé Gia Linh dễ thương ngoan ngoãn, hai vợ chồng em vui tính, nói chuyện dễ thương, chúc đại gia đình luôn vui vẻ may mắn. Dạ, Hồng Loan cũng với Bảo Lộc xin chúc chị cùng với gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe chị ha. Dạ. Kusan Nagi Kayo chỉ cho Loan là biết được cái là cái loại cây á, cái cây mà hôm bữa cái loại lá cây mà, cây mà không nó biết. Nó mùi thơm, mùi khinh diệp đó quý vị. Nó là cây tầng dày lá. Cảm ơn bạn. Demi Nguyễn thì rất vui được xem clip của Hồng Loan mỗi ngày, lúc nấu ăn là xem hết chương trình. Vừa nấu ăn vừa coi chương trình của Hồng Loan. Nè, coi chừng bị khét nha. Phương Trần, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Cảm ơn Phương Trần rất nhiều. Rồi Lê Phúc nữa, cô Lê Phúc thì cô dạy cho Gia Linh là đừng có ăn đồ lạnh nhiều, đừng ăn đồ nóng nhiều, dễ hư răng. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi Hà Lê nói kem chuối quá ngon bà con ơi. Không mà ngon thiệt quý vị, sao ăn ngon lắm. Tại chắc là tại vì mình làm mình thấy ngon hay là sao không biết. Hồng Loan làm không có bỏ đường, nước dừa chỉ bỏ chút xíu muối thôi thì mình ăn mình béo, nó hơi béo béo mặn mặn và cộng với cái ngọt của chuối nữa thì vô ăn nên nó béo, nó ngon lắm. Khó cần bỏ đường quý vị, bỏ thêm muối thì nó thêm tự động nó thành ngọt, nó đậm đà. Thúy Quỳnh Nguyễn nhìn đã thấy ngon rồi, cho em ăn nữa chị ơi. Trúc thì gửi lời chào tới bà Bảo Quốc, thấy chú mạnh khỏe con rất vui, chúc gia đình vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn Trúc nha. Quý Nhân Trần thì khen chị giỏi quá, bé Gia Linh cưng quá. Làm kem chuối dễ tới mồ, đâu có gì đâu giỏi. Nhiều người nữ công gia chánh, công dung cô hoạnh giỏi hơn Hồng Loan nhiều lắm. Hồng Loan chỉ biết có chút xíu thôi. Dạ, rất là cảm ơn quý vị. Mỗi lần mà Hồng Loan ra một cái clip nào, quý vị cũng vô hưởng ứng, comment rất là nhiều, tâm sự với Hồng Loan càng ngày càng nhiều hơn. Thì đây cũng là đem đến cái niềm vui cho Loan với Lộc trong những ngày ở nhà chấm dịch rồi quý vị. Ai mà Lộc với Loan quên chưa có gọi tên á, vui lòng comment xuống dưới nha, để ngày mai Lộc coi cái nào cái ấy trước là Lộc đọc nha. Nhớ say hello. Say hello cho Lộc fan, biết. Fan cứng, fan mềm gì đó. From đâu chẳng hạn. Đâu Lộc cũng thích hết á. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Bây giờ thì vô chuẩn bị buổi cơm trưa cho gia đình. Chúc cả nhà chúng ta một cái tuần mới thật là vui vẻ, gia đình đầm ấm, hạnh phúc và chờ tin mới để trị hết bệnh và chúng ta sẽ được tự do. Và đừng quên bấm nút like, bấm nút share, bấm nút subscribe để mà Lộc với Loan có thêm những người bạn mới nữa nha. Và quý vị ơi, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe bằng cách uống vitamin. Chào tạm biệt quý vị.